Có phải bạn đã từng thấy ai đó sử dụng serum B5 và sở hữu làn da đáng mơ ước, và giờ đây, lời giới thiệu nồng nhiệt từ người quen đã khiến bạn tò mò về sản phẩm này? Bạn băn khoăn không biết liệu serum B5 có thực sự phù hợp với làn da của mình? Bạn muốn khám phá kết quả thực tế mà người khác đã trải nghiệm, cũng như muốn hiểu rõ nó có dùng lâu dài cho da bạn được không và liệu có tác dụng phụ nào xảy ra không? Trong video này, chúng tôi sẽ mang đến cho bạn cái nhìn sâu sắc và chân thực, giúp bạn tiết kiệm thời gian tìm kiếm và không còn lo lắng khi tìm hiểu serum B5 nữa nhé. Tinh chất Pretty Skin Hydra Max Serum B5 phục hồi dưỡng trắng da 50ml là một trong những sản phẩm bán chạy và được yêu thích tại thị trường Việt Nam. Dưới đây là những đánh giá từ khách hàng đã trải nghiệm sản phẩm này để bạn có cái nhìn tổng quan và chi tiết hơn về hiệu quả của em này nhé. Đây là đánh giá thực tế từ khách hàng đã sử dụng, serum B5 phù hợp với da cần cấp ẩm, da có mềm mịn da sau vài lần sử dụng, da đi nắng về dùng em này cũng dịu đi và không bị nhờn bóng da nữa. Khách hàng khác thì nhận xét rằng mình đã dùng lọ thứ hai rồi, chất serum đặc khi bôi thì thẩm thấu nhanh, đặc biệt da khô dùng rất ok nhé. Bên mình là shop bán hàng nhiều năm nay, chưa thấy trường hợp nào có tác dụng phụ khi sử dụng sản phẩm này, bên mình tìm hiểu trên các diễn đàn làm đẹp. Và sàn thương mại điện tử cũng không thấy phản hồi gì về phản ứng phụ của serum B5, trừ khi bạn mua phải hàng giả mới có tác dụng phụ. Tuy nhiên không có gì là hoàn hảo 100% cả, trường hợp rất hiếm nếu có thể thì tác dụng phụ xảy ra có thể là kích ứng da đỏ da, hoặc mẩn ngứa, hoặc có thể gặp tình trạng bít tắc lỗ chân lông nếu sản phẩm không phù hợp với loại da hoặc được sử dụng quá mức. Vì thế mà điều quan trọng nhất là bạn phải luôn bôi thử một lượng nhỏ trên da để xem phản ứng của da bạn như thế nào. Nếu da bạn nhạy cảm và có tiền sử về vấn đề da liễu thì nên phải test thử trước. Còn shop mình bán hàng thì chưa thấy khách phản hồi về tác dụng phụ khi dùng serum B5 này. Serum B5 rất lành tính và có hiệu quả với làn da, nhờ cải thiện và duy trì độ ẩm, giúp da mềm mại và giảm thiểu tình trạng kích ứng. Điều này cũng hỗ trợ việc phục hồi da, tăng cường độ đàn hồi và làm chậm quá trình lão hóa. Nên bạn có thể sử dụng lâu dài và dùng thường xuyên nhé. Có thể bạn sẽ lo lắng da có trở nên phụ thuộc vào sản phẩm khi sử dụng, nhưng yên tâm, serum B5 không khiến da bị phụ thuộc vào nó. Có thể bạn sợ da của bạn quen với các thành phần trong serum và lo lắng nếu ngừng sử dụng có làm da xấu đi nhanh chóng. Tuy nhiên bạn nên cân nhắc dùng lâu dài luôn nếu như da bạn hợp với serum này, vì tìm được một loại serum hợp với da bạn thật sự rất khó và mất công nữa. Việc tìm kiếm một địa chỉ uy tín để đầu tư cho vẻ ngoài của bản thân là điều vô cùng quan trọng. Tại Shop giúp bạn trẻ đẹp, bên mình tự hào là một trong những lựa chọn đáng tin cậy của bạn. Bên mình cam kết cung cấp những sản phẩm chính hãng, chất lượng cao nhất, giúp bạn tỏa sáng và nâng cao vẻ đẹp tự nhiên. Đầu tư vào sắc đẹp không chỉ là việc chăm sóc bên ngoài mà còn là cách để tự tin thể hiện bản thân. Đừng ngần ngại chi tiêu cho nhan sắc của bạn, bởi đây chính là khoản đầu tư xứng đáng cho tương lai. Đừng quên, sự tự tin và rạng rỡ bắt đầu từ việc bạn chọn lựa sản phẩm chính hãng. Hãy để Shop giúp bạn trẻ đẹp đồng hành cùng bạn trên hành trình làm đẹp này.